Wow, vậy là chúng ta có gì đây, một chú khủng long đang lặng lẽ bước đi rất là chậm chạp đúng các bạn, thân hình nó toàn là màu đen luôn các bạn. Mình rất là tò mò không biết đây là khủng long gì đây các bạn ạ. Nhìn nó đi kìa các bạn ơi, rất là tối màu luôn. Wow, thì ra là một con Indoraptor. Nhìn cái tư thế này có vẻ như đang tìm kiếm con mồi các bạn ạ. Nó đang trong tư thế săn mồi đấy các bạn. Wow, mình nghe tiếng một chú ngựa vàng. Wow, thì ra nó đang săn con ngựa vàng vào hôm nay. Wow, đại chú này đã bị ngã rồi các bạn ạ. Gì đây, nguyên một con khủng long khổng lồ nó đang tiến tới kìa các bạn. Wow, con này nó bự hơn cả con Indoraptor rất là nhiều luôn. Ui, nó cười kìa các bạn, có vẻ nó đang lên một kế hoạch rồi các bạn ạ. Không biết nó định làm gì con Indoraptor với con ngựa vàng này. Wow, chú Indoraptor chúng ta đang bắt đầu hành động rồi các bạn ạ. Đang lặng lẽ từng bước tiến tới con ngựa vàng rồi các bạn. Wow, có vẻ nó làm gì đây. Wow, nó đột ngột nó lao vào, nó cắn con ngựa vàng, nó hạ một con ngựa vàng luôn các bạn. Wow, nó cắn thật chặt vào cái cổ ngựa vàng luôn kìa. Wow, chú khủng long săn mồi tuyệt vời, chúng ta đã cắn được con ngựa vàng, hạ gục được con ngựa vàng khổng lồ luôn. Ủa, nó định làm gì đấy nhỉ? Ủa, nó khiêng được cả một con ngựa vàng đi rồi các bạn ơi, hay chưa, đang khiêng con ngựa vàng đi kìa các bạn. Ủa, sao nó lại ngưng lại rồi. Wow, có vẻ như một con khủng long khổng lồ đã tiến tới con khủng long hồi nãy của chúng ta. Hay đây có vẻ như một con Dilophosaurus đột biến khổng lồ và nó lao vào nó cắn con Indoraptor rồi các bạn ạ. Không thể kịp đỡ được luôn, chú Indoraptor chúng ta chưa kịp đỡ gì hết mà nó lao vào nó cắn mất tiêu rồi các bạn. Wow, đang cắn rất là chặt, không nhả ra luôn kìa. Wow, nó ném từ trên trời cao xuống luôn kìa. Bây giờ cắn rất là mạnh luôn. Wow, không với luôn kìa. Wow, nó còn chưa chịu nhưng các bạn, nó còn lạc và nó đánh nữa các bạn. Wow, khủng long của nó là rất là kỹ luôn. Indoraptor này còn nhít nhít này. Wow, có vẻ như nó để ý còn những con thức, những cái thức ăn này hơn rồi các bạn. Rồi đây nhai ngấu nghiến con ngựa vàng luôn kìa. Wow, không tha cho con này luôn. Quá là hay luôn. Wow, wow, có vẻ là năng luôn con Indoraptor hay sao các bạn. Wow, nó cắn, ôi nó ném đi mất tiêu luôn kìa các bạn. Còn có vẻ như Indoraptor với vẫn còn gạo được các bạn. Wow, đang cắn đi cùng cuốn chờ đánh rất là đầu luôn. Wow, cũng là khổng lồ Dilophosaurus đột biến rất là mạnh mẽ luôn, bự cực kỳ luôn các bạn ạ. Wow, và có vẻ như con Dilophosaurus đã dẫn chúng ta đến nơi này các bạn. Khu này rất là nhiều các loài khủng long khác nhau luôn này, có những mô hình khủng long và động vật khác nhau luôn. Wow, mình hên là mình có đem cái rổ để mình lượm đây. Ủa, mình thấy được một con khủng long Carnotaurus này các bạn. Wow, mô hình một con Carnotaurus với hai cái sừng rất là dài luôn kìa. Đẹp chưa kìa các bạn. Gai không là gai trên người luôn, chảy dài đến tận đuôi luôn kìa các bạn. Bự thật sự luôn. Có vẻ như nó giống với con T-Rex vì hai cái cánh tay của nó lại khá là nhỏ các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy chưa, miệng mở ra được luôn, hay chưa. Răng trắng bóc luôn các bạn. Đấy, mô hình khủng long răng cực kỳ trắng luôn. Wow, và chú Carnotaurus chúng ta đây đang bước đi trong cái lùm chuối kìa. Ủa, sao nó ở đây có chuối này nè. Đấy, bây giờ đang bước đi rất là chậm chạp luôn. Pentaceratops. Wow, mô hình một con Pentaceratops màu đỏ cực kỳ to lớn luôn các bạn ạ. Đối với phần khuôn mặt hình chữ nhật trâu dài lên kìa. Các bạn thấy nó có những cái vằn ở sau này, dài, nó chảy dài xung quanh rất là hay luôn. Mình không biết cái đó gọi là sừng hay gì mà mình chứa ba cái sừng của nó nhô ở đằng trước thấy không. Nhìn như con trai Ceratops ấy, nhưng mà cái phần đầu nó sẽ nhô cao hơn. Các bạn thấy chưa, nhìn rất là giống trai Ceratops luôn. Trai Ceratops cái phần đầu nó sẽ có hình tròn nha, cũng khá là đẹp đấy chứ nhờ. Tiếp theo chúng ta có một chú Velociraptor các bạn. Chú khủng long sở hữu một cái làn da có một cái làn xanh chảy dài từ mắt đến tận đuôi luôn, rất là nét luôn kìa. Nhìn đẹp chưa. Cánh tay nó quặp lại nhìn nó khá là dị nha, nhìn như mép vào phù thủy á ta. Miệng rất là bự luôn kìa. Chạy rất là nhanh luôn các bạn thấy chưa. Wow, chú khủng long chạy cực kỳ nhanh. Một con hai con luôn này các bạn, nó đang đi đâu đó các bạn, chạy rất là nhanh nhẹn luôn. Brachiosaurus à. Wow, ở đây chúng ta có cả mô hình Brachiosaurus. Đây là loài khủng long thuộc họ thằn lằn chi màu gần của chúng ta đây. Đấy, rất là đẹp nha. Đây là loài ăn cỏ lại rất là nét luôn. Cái phần đầu nó có cái phần như cái đầu màu gà các bạn, nhìn thấy lắm. Đấy, chạy cũng rất là nhanh luôn kìa các bạn. Wow, nó đi mà nó chống hai chân trước để nó uống nước các bạn
Iguanodon này. Wow, một con khủng long thuộc bộ móng vuốt khổng lồ luôn. Ồ, cái cơ bắp chân của nó kìa, phát triển ghê chưa, nhìn cực kỳ to lớn luôn các bạn ạ. Ồ, các bạn biết hai cái chân nó phát triển dùng để nâng nguyên cái cơ thể nó để hái những cái chiếc lá đó các bạn. Đó, thấy không, nó sẽ nâng hai cái chân này trước lên để nó hái lá, rất là thông minh luôn. Wow, ở đây chúng ta có một mô hình chai Ceratops khổng lồ này. Wow, nó bự chưa kìa các bạn. Đây các bạn thấy chưa, chú chai Ceratops chúng ta có khuôn mặt hình tròn nha, cái phần trên nó gọi là khuôn mặt đấy các bạn. Đó, nhìn hay chưa. Wow, nó có cái nút bấm gì đây, bạn mình bấm vào thử ha. Mình bấm mà nó gập cái đầu lên rồi các bạn. Nếu mà mình có viên pin ở trong này nó sẽ kêu lên luôn nha các bạn, như một chú chai Ceratops thật luôn, rất là đẹp luôn đó các bạn. Chỗ để pin ở trong đó đấy các bạn, rất là hay luôn. Nhìn nó nét quá các bạn ạ. Wow, và đây chú chai Ceratops ta nhìn từ xa thì lại khá là nhỏ, nhưng mà thật ra nó rất là to lớn luôn, nó nặng cả tấn đấy các bạn. Therizinosaurus này, wow, mô hình chú Therizinosaurus với 3 cái móng vuốt, 4, 6 cái móng vuốt từ hai bàn tay ra. Ui, nhìn rất là sắc bén luôn các bạn ạ. Đó, nhìn nó khá là nhọn nha. Ui, nhìn những cái nét trên người nữa kìa. Wow, có vẻ chú khủng long này nó sở hữu những cái phần vây lông vũ rất là đẹp nha. Miệng mở rất là to này. Đó, nhìn nó đẹp chưa kìa các bạn. Móng vuốt rất là sắc bén luôn. Wow, nó đang đánh nhau. Ui, có vẻ hai con nó đang tranh giành con rắn và ở con cá sấu khổng lồ. Wow, nó ném. Ui, nó quấn cái con rắn là như cái cà vạt các bạn. Indoraptor này, mô hình Indoraptor rất là to lớn luôn. Đây là loài khủng long săn mồi về đêm mà nãy chúng ta đã nói rồi các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Đầu video chúng ta có đấy. Ui, nó bắt cái con ngựa vàng rất là hay luôn. Đây là khủng long lai tạo ra nha các bạn. Đấy, được lai với Velociraptor và Indominus Rex nên sở hữu những cái đặc điểm của hai con này. Đó, và đặc biệt nó có thể nhìn trong bóng đêm được luôn, hay chưa. Nhìn nó bò như một con quái vật ngoài hành tinh ấy. Các bạn này nghỉ ngơi được các bạn. Mình thấy được một chú T-Rex màu đỏ rất là đẹp này. Wow, nhìn nó đập thẳng vào mắt mình luôn, nhớ rất là chói luôn các bạn, nhìn là thấy ngay luôn. Wow, mô hình T-Rex màu đỏ siêu đẹp luôn. Ui, cái chân của nó kìa. Ui, cái cơ bắp phải nói là rất là phát triển luôn. Hai cánh tay nó không cần phát triển cho lắm vì nó sẽ dùng miệng với chân nó chừng là nhiều thôi. Hai cái tay thì nó không có tác dụng gì nhiều luôn các bạn ạ. Những là khủng long mà hồi vậy là chỉ có con Giga với con này thôi. Ấy với con Kano nữa. Không, cánh tay khá là nhỏ nên nó ít có cái tác dụng gì lắm. Wow, mình thấy được một con Ankylo này các bạn. Wow, mô hình Ankylosaurus này. Đấy chưa, gai không là gai trên người luôn. Wow, nó mặc nguyên một cái bộ áo giáp trên người ấy. Thấy chưa, rất là nét, cái phần đuôi lại khá là cứng, như một cái đại kỳ khổng lồ dùng để tấn công những con long khác và để phòng thủ ấy chứ. Con này nó hiền, nó gian cỏ mà nó lại hay phòng thủ thôi. Nhìn nó to chưa kìa các bạn. Con này nó bự bằng chai Ceratops luôn nha. Đừng tưởng nhìn như vậy nó nhỏ nha, nó rất là to lớn luôn. Dilophosaurus của chúng ta đây rồi, chú khủng long với hai cái mang phình ra rất là lạ luôn. Ôi, nó phình hai cái mang ra nhìn như một cái hình tròn khổng lồ các bạn, nhìn đẹp lắm. Mình không biết nói là sao nhưng thấy nhìn rất là đẹp nha. Wow, xung quanh nó lại có nhiều màu nữa kìa. Các bạn dùng biết nó dùng để làm gì không? Hai cái này nó phình ra để hù những con khủng long mà to lớn hơn nó để ăn hiếp nó các bạn. Đấy, chạy rất là nhanh ra khỏi cái cánh cửa kìa. Và có nó phình ạ. Đẹp cái hướng này. Wow, đó kìa, nó phình ra các bạn là rất là đẹp luôn. Wow, ở đây chúng ta có gì đây? Styracosaurus. Wow, chúng ta có khủng long Styracosaurus với cái sừng kìa, rất là sắc bén luôn, nhìn đã thật sự luôn cái này ạ. Rất là đẹp bộ. Wow, mô hình Styracosaurus chúng ta có cái đuôi bấm này. Ấy, mình bấm mà nó giật cái đầu rất là thú vị luôn. Bẻ được cả chân này, hồi chờ rất ít các loài khủng long bẻ được chân như vậy nha, mô hình dễ được như này nha. Wow, nhìn nó đẹp chưa kìa các bạn. Đấy, nhìn nó bước đi rất là chậm chạp luôn. Cuộc chú khủng long này có vẻ đẹp hơn rất là nhiều so với trẻ Ceratops nha. Chúng ta có gì đây, một chú hà mã này các bạn. Wow, mô hình con hà mã há cái miệng rất là to, nó đang cắn mình này. Nhả ra nào. Wow, cái sừng răng rất là cứng luôn, cái miệng há rất là bự luôn các bạn. Loài hà mã thì nó không thể bơi được các bạn ạ, nhưng mà nó lại có thể lặn nha. Đấy, nó có thể lặn tới 5 phút luôn. Đấy, con người chúng ta chỉ 1 phút thôi, 1 phút 30 giây thôi, con này nó lên tới 5 phút rồi. Như một thợ lặn chuyên nghiệp. Bự chưa kìa.
Wow, đây là một con Mamenchi Mosasaurus này các bạn. Wow, chú khủng long Mamenchi rất là to lớn luôn. Đây là một trong những loài khủng long to lớn nhất thời tiền sử, vì nó có thể cao, cái cổ nó không là 12 mét rồi các bạn, cộng thêm cái thân hình nó nữa có vẻ lên gần 20 mét lận, lại nặng lên đến 70 tấn thì các bạn mới biết nó khủng lồ cái nào. Đó, các bạn thấy chưa, nó to chưa kìa. Wow, to thật sự luôn nha. Nói Mamenchi là phải có con Brachio. Đây, mô hình một con Brachiosaurus chúng ta đây. Đây cũng là một loài khủng long cổ dài, nhưng mà nó lại nhỏ hơn cái con Mamenchi hồi nãy rất là nhiều. Đó, các bạn xem phim các bạn sẽ thường thấy con này nhiều nhất. Và con Mamenchi nó bự lắm, không thể làm được đâu. Đó, con này thì nó chỉ có 27 tấn thôi, 27 đến 30 tấn thôi. Nó khá là nhỏ so với Mamenchi các bạn, nhưng mà nó lại là rất là to đối với chúng ta. Gì đây, chúng ta có cả mô hình một con cá răng phiến khổng lồ Dysteria. Wow, đây là loài cá chuyên săn bắt những con Megalodon thời tiền sử nha. Đây cũng là một loài cá đầu tiên sở hữu một cái lớp giáp trên người các bạn, nguyên một cái bộ giáp luôn, thấy không, cái phần đầu nó được trang bị như một lớp giáp như là sắt ấy, rất là chắc chắn luôn. Hàm răng lại rất là sắc bén, chỉ cần tập một phát thôi là cắn được ngay con Megalodon liền. Wow, mô hình Spinosaurus không còn gì để nói về cái độ đẹp của nó rồi các bạn. Wow, nhìn nó nét chưa kìa các bạn, những chi tiết phần gai trên người nó rất là nét luôn. Gai nó chảy dài từ đầu đến tận đuôi luôn kìa, rất là đẹp luôn. Cái phần dưới miệng nó cũng có gai luôn này. Đây là khủng long bắt cá thôi, nhưng mà lại có khả năng ăn những con khủng long khác được nha các bạn, rất là hay. Ông tự chưa các bạn thấy chưa. Cái phần lưng nhìn như cái cánh bươm khổng lồ ấy, rất là đẹp luôn. Chúng ta có cả mô hình một con Indominus luôn. Đây là loài khủng long được like với rất là nhiều, và nó còn rất là nhiều loài khủng long luôn. Đó, có Velociraptor với Tyrannosaurus là chính nha các bạn. Cái phần gai của nó được like với Carnotaurus nha. Đấy, các bạn thấy không, gai của nó chỉ có Carnotaurus có thôi. Đó, những cái gai li ti nhỏ người đó, cánh tay của Veloci này, trí thông minh của Veloci và cái cặp chân của T-Rex. Một sự lai tạo rất là hoàn hảo, mà nó lại có khả năng đổi màu theo môi trường nữa, thì nó lại là một con quái vật săn mồi rồi các bạn ạ. Nhìn nó bự chưa, những cái bước đi rất là chậm chạp và mạnh mẽ luôn. Wow, ở đây chúng ta có cả một con khủng long mạnh khác nữa đây, con này cũng rất là mạnh luôn. Đây là một con thằn lằn biển thường long Mosasaurus nha. Con này nó cũng săn bắt những con cá mập các bạn ạ. Con này thì nó mạnh không kém gì cái con Indominus Rex luôn các bạn. Gai của nó kìa, chảy dài tới tận đuôi luôn, thấy chưa? Như một cái lưỡi cưa vô hình đấy các bạn. Đấy, ẩn nguyên cái gai luôn. Bốn cái mái chèo khổng lồ dùng để bơi rất là nhanh luôn. Rồi, đây mình sẽ cho các bạn coi nó bự cỡ nào. Đó, các bạn thấy nó bự chưa? Cực kỳ to lớn luôn. Nhìn bơi rất là lặng lẽ luôn kìa. Wow, ở đây chúng ta có gì này? Một chú cấu trúc tí hon luôn. Wow, nhìn xíu này rất là dễ thương luôn. Mô hình cấu trúc khá là bé đấy à, nhìn dễ thương cực kỳ luôn ấy. Wow, không thấy được con mắt luôn. Wow, để kỹ mới thấy được con mắt của nó kìa, khá là nhỏ luôn các bạn. Nhìn những cái chấm đen khó thấy thật sự. Wow, đang ở chung trường với những con lạc đà không bú kìa các bạn, đi xuyên qua con lạc đà luôn. Wow, ảo vậy trời ơi. Đây chúng ta có T-Rex thì chúng ta phải có con Giganotosaurus. Đây là con khủng long kẻ thù của T-Rex, bự ngang bằng với con T-Rex, nhưng mà cái lực cắn của nó lại hơn con T-Rex các bạn ạ. Cái phần hàm của nó rất là chắc chắn luôn. Ui, nó có một mắt đỏ với phần gai chảy dài từ đầu tận đuôi luôn kìa, nét chưa kìa các bạn. Wow, nó đang bước đi kìa. Các bạn thấy nó bự chưa, nó không kém con T-Rex đâu nha, cái miệng nó lại bự hơn rất là nhiều con T-Rex luôn. Masiakasaurus này các bạn. Wow, mô hình Masiaka với nó là rất là đẹp luôn, cái miệng há bự vô miệng mở được này. Ui, nó có cái nút bấm rất là thú vị này, từ từ mình sẽ bấm nha, mình sẽ bẻ cái miệng nó ra trước được rồi. Đấy, rất là hay luôn. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ bấm này. Nó chỉ gật cái đầu lên phía trước, rất là hay luôn. Cái này mà mình cho nó cặp với khủng long khác vẫn được. Đấy, mình sẽ có cảm hổ này. Đấy, hay chưa. Wow, chú Masiaka nhìn có vẻ nhỏ nhưng mà trong video này là bự ngang bằng với con T-Rex kìa. Đó, các bạn thấy chưa, bự gần bằng con T-Rex luôn. Wow, tiếp theo chúng ta có gì đây? Mô hình một chú hổ các bạn. Wow, mô hình hổ vằn rất là đẹp luôn nè, thấy chưa? Những cái vằn trên người nó phải nói quá là đẹp luôn, như được vẽ lên đấy các bạn. Wow, chúng ta có con hổ rất là bự luôn. Trong video chúng ta một chú hổ chưa trưởng thành mà nó đã to như vậy rồi các bạn. Cơ bắp nó chưa có phát triển gì hết kìa.
Một chú báo hoa mai, đây là một loài báo giỏi leo cây cực kỳ giỏi luôn. Với những cái chấm đen trên người rất là đẹp luôn kìa, các bạn thấy chưa? Chúng ta có rất là nhiều loài báo nhưng mà báo hoa mai là loài leo cây nha. Đấy, nhìn nó đi rất là đẹp luôn. Nhìn chú báo con trai vậy nó khá là ngầu luôn đó chứ. Trên tay mình là mô hình một con tê giác xanh nè các bạn, với hai cái sừng rất là nhọn đang nhô lên luôn kìa các bạn. Đấy, cái phần da của nó phải nói là rất là dày luôn nha. Cái sừng đâm rất là đau nha, nhọn cực kỳ luôn kìa. Nhìn con tê giác phải nói là đẹp thật sự luôn. Wow, trong video chúng ta là một chú tê giác vừa mới trưởng thành thôi vì cái cặp sừng nó chưa có nhô lên nè. Đấy, các bạn thấy chưa? Nhìn nó khá là dễ thương luôn đó chứ nha. Wow, dưới chân mình là một con Bachycephalosaurus đây. Wow, mô hình Bachycephalosaurus khủng long với cái đầu rất là cứng luôn. Đó, rõ không sao luôn, thấy chưa? Đấy, nó có cái những cái vòng tròn những như viên bi bảo vệ xung quanh cái đầu đó các bạn, rất là hay luôn. Đấy, hai chú khủng long sẽ hút đầu vào nhau để thể hiện cái sức mạnh của mình các bạn. Wow, các bạn đang ăn cỏ kìa, thấy không? Nó có những cái viên bi sau cái đầu nó nhìn rất là lạ luôn. Một cái miệng nó chu chu thì nhìn khá là dị. Chú khủng long nhìn dị thật sự đó các bạn. Wow, mình móc lên được một con elephant, một con voi nha các bạn. Wow, mô hình một chú voi xám rất là nét luôn kìa, thấy chưa? Hai cái ngà nó màu trắng bóc rất là đẹp luôn, nằm khá là đầu tay đó nha. Cái vòi nó bẻ lên được luôn này, thấy chưa? Đấy, xịn cực kỳ nha các bạn. Wow, và chú voi chúng ta đang đi, nó đi, mình thấy nó đi xuyên luôn cái cây sắt ở dưới kìa các bạn, ảo chưa? Wow, đây chúng ta có cả mô hình một con ngựa vằn màu xanh dương đây. Đấy, chúng ta mô hình ngựa vằn màu trắng là bình thường thôi, bây giờ chúng ta có cả được màu xanh dương luôn, xịn sò thật sự luôn. Đó, các bạn thấy chưa, nét cực kỳ luôn kìa các bạn. Đó, đang ở trong chuồng với những lạc đà kìa các bạn, rất là đẹp luôn. Tuyệt vời, đây có gì không? Wow, thì ra một chú Amagasaurus đang ẩn nấp sau những cái rổ chúng ta. Đó, có khá nhiều gai giờ, đẹp chưa kìa các bạn. Wow, mô hình của nó là cực kỳ nét luôn. Gai không là gai. Wow, cánh cửa khổng lồ mở ra và một con Amagasaurus khổng lồ đang tiến ra kìa các bạn. Wow, cái phần gai trên người nữa kìa, nhô cao và dài cực kỳ luôn. Wow, ở đây chúng ta hình như có vẻ như chúng ta đã thu thập được hết những con khủng long. Wow, nó đổ tùm lum rồi các bạn, không sao, để mình lụm vô lại nè. Đó, chúng ta đã thu thập được hết những cái con khủng long nằm ngay cái rổ này rồi, thấy chưa? Quả trời là khủng long luôn, nhiều thật sự luôn các bạn à.